hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản gửi tới Sở Du lịch và Sở văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố khi tổ chức hoạt động sự kiện trong và ngoài nước. Các địa phương sử dụng logo hình ảnh năm du lịch quốc gia 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ – Trải nghiệm bất tận, thể hiện lời mời gọi du khách hãy đến với tỉnh Điện Biên để cùng sống lại với lịch sử vinh quang, quan niệm, tri ân các thế hệ cha ông và có những trải nghiệm bất tận để thêm yêu mảnh đất cực tây tổ quốc